Này thiện hiện theo ý ông thì sao? Hữu tình vô diễn và pháp vô diễn thật có thể nắm bắt chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện nếu hữu tình vô diễn và pháp vô diễn thật chẳng có thể nắm bắt, thì ta làm sao vô diễn, nào là địa ngục, là bàng sanh, là quỷ giới, là người, là trời, là dự lưu, là nhất lai, là bất hoàn, là A-la-hán, là độc giác, là Bồ-Tát, là chư Phật, là tất cả pháp. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ-Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên học tất cả pháp đều chẳng thể vô diễn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc, chẳng nên học thọ tưởng hành thức? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn xứ, chẳng nên học nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc xứ, chẳng nên học thanh hương vị xúc pháp xứ? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn giới, chẳng nên học nhĩ tỷ thiệt thân ý giới? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc giới, chẳng nên học thanh hương vị xúc pháp giới? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn thức giới, chẳng nên học nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học nhãn xúc, chẳng nên học nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên học các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học địa giới, chẳng nên học thủy hỏa phong không thức giới? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học vô minh, chẳng nên học hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bố thí ba la mật đa, chẳng nên học tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp không nội, chẳng nên học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học chân như, chẳng nên học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học thánh đế khổ, chẳng nên học thánh đế tập diệt đạo? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bốn niệm trụ, chẳng nên học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bốn tịnh lự, chẳng nên học bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học tám giải thoát, chẳng nên học tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp môn giải thoát không, chẳng nên học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học năm loại mắt, chẳng nên học sáu phép thần thông? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học mười lực Phật, chẳng nên học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp không quên mất, chẳng nên học tánh luôn luôn xả,
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học trí nhất thiết, chẳng nên học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học quả dự lưu, chẳng nên học quả nhất lai bất hoàn A La Hán? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học quả vị độc giác? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học tất cả hạnh Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Hết quyển thứ 359.